Em chào chị My. Còn kìa, sao bị vô nhà? Không biết gọi cửa hả? Dạ, em xin lỗi chị. Anh về trước đi, có gì gặp sau. Thôi anh về. Mất dậy, vô không biết gõ cửa. Không thấy nhà đang có khách hả? Em xin lỗi chị. Mày nói với tao á, mày xin về quê thăm gia đình mà. Cuối tuần mới lên mà. Dạ, tại vì em ở dưới quê, em ráng thu xếp công việc nhanh để lên làm cho chị. Tại vì em sợ em đi lâu quá bị mất việc. Nếu mà mày sợ mất việc á, thì có chuyện nhiều rồi. Mà mày bếp xếp lại với chồng tao hả? Tống cổ mày ra khỏi đường đó. Dạ em biết rồi, em không nói với ai đâu chị. Liệu hôn đó. Nè, cái chị kia, nãy giờ tôi giả ngơ với chị thôi. Chị nghĩ sao mà chị cặp kè với trai để tôi bắt thóp? Vì chị còn nói chuyện với tôi kiểu đó nữa. Mày sao? Muốn sao? Muốn tôi mé với chồng chị không? Được lắm, nói đi, muốn gì? Thì tôi thấy cái anh hồi nãy cũng ngon, cũng đẹp trai đó. Không ấy chị ăn mình cũng hơi buồn, cho tôi ăn chung được không? Mất dạy, mất dạy, đánh tôi hả? Ủa? Có chuyện gì mà anh ở ngoài nghe âm sòm trong nhà vậy? Dạ, hồi nãy anh. Không có gì đâu. Em xuống bếp đi. Lát dọn cơm cho anh ăn ha. Ngoan đi chị Thu. Dạ, vậy thôi bây giờ em xuống bếp, em nấu cơm cho anh chị ăn nha. Nhưng mà em nấu cho anh chị ăn á, mà chị có đồ ngon thì chị nhớ nhường cho em nha. Để gia đình mình luôn luôn hạnh phúc như vậy nè. Dạ, đi. Thưa chị em đi. Thưa anh em đi. Ủa, My. Có chuyện gì vậy em? Không có gì đâu, chuyện nhỏ à. Nãy em bị té á, chạy nhẹ không có gì đâu. Anh làm gì mệt, nghỉ ngơi đi. Vô rửa mặt đi nha. Rồi lát ra ăn cơm, rồi em massage cho nha. Hello anh yêu quen. Trời ơi, đẹp trai quá à. Cái gì vậy? Con điên này, làm gì vậy? Tụi con có quen nhau đâu, vô làm chuyện kỳ hả? Em là Trâm nè, em là bạn gái mới của anh á. Bạn gái mới gì trời? Điên rồi, bị chửi tôi hả? Alo anh Bảo hả? Em có chuyện muốn nói với anh. Trời ơi con khốn, mày chơi mất dạy quá à. Thì tôi đó giờ vậy mà, ăn không được thì phá cho. Thôi, sao? Bây giờ thì muốn xài bộ chung với tôi, hay là muốn anh Bảo biết chuyện quậy tình? Sao nè, muốn sao? Nè, coi, người ta nói chuyện cơ anh. Em, hay là giờ em về trước đi. Chuyện này anh đàn ông con trai mà, anh chịu được. Vậy đi nha, cứ yên nhà yên cửa. Sao? Muốn sao? Mày được lắm. Bye nha, hẹn với chủ nha. Em thấy chiêu này của anh á, xài hay ghê luôn á. Trời ơi, anh chỉ cần xuất hiện đẹp đẽ trước cửa nhà bà đó, rồi dùng mỹ nam kế là bả mê đứa đừ đừ luôn. Rồi đó, em chỉ cần nắm tháp bả, rồi mình có tiền xài của bả luôn. Mà bả cũng chẳng sơ muối được anh luôn. Nghe anh dặn nè, khi nào mà hết tiền á, thì cứ bắt nó ối ra một cục tiền, rồi hai đứa mình xài. Thì đương nhiên rồi, em thông minh mà. Bây giờ em nghĩ nha, khi nào mình cần tiền á, thì mình lấy của bả, mình xài chán, mình xài đủ xong rồi á, mình nói với ông Bảo là bả ngoại tình. Lúc đó mình cầm tiền, mình tạo chạy xe bay. Em giỏi quá. Anh Bảo. Em. Ông nè, tôi cứ tưởng cô đàng hoàng, không ngờ cô là loại đàn bà lăn lộn chắc nít. Anh ơi, anh thấy chưa em? Nè, nè, nè. Ê chị nè, thấy chưa em nói rồi mà, là ngoại tình ở đây nè mà. Hai anh chị hay đi chỗ này lắm luôn á. Thấy chưa em dẫn anh tới đúng rồi đó. Còn khốn. Không. Hóa ra
Chính mày tống tiền tao bữa giờ. Bây giờ trước chồng tao mà còn tỏ vẻ thanh cao hả? Ủa, tôi tống tiền có hồi nào? Tống hồi nào? Cũng đem bằng chứng ở đây. Anh vu cáo cho em kìa. Ê, thôi, được rồi. Chuyện gia đình tự thu xếp với nhau đi nha. Đi trước đây. Anh cứu em với. Bà đánh em bây giờ anh. Ủa sao đánh nè? Bớt gì lại đi. Bản thân cô không có tốt đẹp gì, thà mang được rồi đó. Sao rồi em? Em ép bả đưa cho em 20 triệu mà tất cả là tiền mặt. Như vậy thì làm sao mà bả có chứng cứ mà bắt mình, đúng không anh? Đâu có chuyển khoản, đâu có gì giao dịch đâu. Ôi, với lại gần đây em cũng không nhắn tin gọi điện với bả nữa. Vậy thì làm sao mà để lại chứng cứ mà buộc tội mình? Em kỹ lưỡng vậy là tốt đó. Chứ sao, em phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ hai đứa mình chứ. Giỏi. Thôi mình đi ha. Chính cô và thằng bồ cô đã cài vợ tôi để ngoại tình, rồi lấy cớ đó để tống tiền cổ. Bây giờ bon rút đủ tiền rồi, cô và thằng bồ cô định cao chạy xa bay đúng không? Con khốn, mày đã gài tao. Bây giờ việc mày với thằng bồ mày cấu kết với nhau tống tiền là phạm pháp. Bây giờ tao đưa mày lên phường, còn thằng bồ mày không thoát được đâu. Còn cô nữa, đơn ly hôn tôi đã ký rồi, chờ gặp cô ở tòa. Anh Bảo, em sai rồi, mình đừng ly hôn nữa. Em sai rồi. Đi. Anh nói anh yêu em, để mà chứng minh cho em biết đi. Cái gì? Tào lao vừa thôi nghe, bớt điên bớt khùng lại. Anh yêu. Gì vậy, anh đang làm việc mà, công việc gấp lắm rồi đó. Nhưng mà anh yêu, anh cho em hỏi anh câu này đi nha. Một câu thôi, đây là một câu hỏi rất là sâu sắc luôn. Anh mà trả lời đúng á, là chứng tỏ được cái tình yêu mà anh dành cho em. Rồi, hỏi nhanh đi. Anh nhìn thẳng vào mắt em. Đó. Nếu sau này á mà em bị mù hai con mắt thì anh có đồng ý hiến hai con mắt này của anh cho em không? Trời ơi, tào lao, tưởng chuyện gì? Con làm việc tiếp à. Anh trả lời em đi. Rồi. Nếu mà em xảy ra chuyện đó, anh sẽ dùng cặp mắt này của anh á, anh đưa cho em được chưa? Nhưng mà em không tin. Anh phải chứng minh cho em thấy đi. Ủa, chứng minh kiểu gì? Thì bây giờ anh đi bệnh viện á, anh vô cái bác sĩ móc hai con mắt của anh ra xong cái bảo quản, rồi khi nào mắt em mà bị mù á thì anh gắn vào cho em. Bà khùng mà bớt tào lao mà tôi cái đi. Rảnh quá đúng không? Đi ngủ đi để tôi làm công việc, để tôi kiếm tiền tôi nuôi bà nè. Thế như vậy là anh chả thương em rồi. Anh ơi, anh có nhà không anh? Anh trong đây nè. Dạ. Dạ. Anh ơi, công việc sao rồi anh? Anh cũng đang làm mà anh sợ không kịp. Người ta đang hối dữ lắm đó. Deadline tới rồi mà bây giờ làm chưa xong nữa. Với lại em tính qua đây phụ anh nè. Thì giờ anh ráng cố gắng chứ biết sao giờ. Thôi hai đứa làm chắc nhanh hơn á. Thôi làm đi anh. Tại sao vậy? Tại sao lại làm việc cẩu thả vậy? Để cho khách hàng chia là sao? Có biết cái dự án này quan trọng thế nào mà? Xin lỗi sếp, tại vì em không phải làm việc cẩu thả đâu mà tại em có mấy cái công chuyện riêng á, em khó nói. Chuyện riêng khó nói là sao? Thôi đừng có viện lý do ở đây nữa. Dạ sếp ơi, thật ra anh Hoàng có vấn đề. Vấn đề này có liên quan tới bạn gái của anh Hoàng. Bạn gái? Là sao? Thì tại từ lúc em quen bạn gái của em á, nó cứ làm phiền em nhưng mà không có cho em tập trung làm việc. Nó suốt ngày nó cứ léo nhéo bên lỗ tai em, nó hỏi này hỏi kia, hỏi tùm lum đủ thứ chuyện hết, rồi nó thử thách em, rồi xong rồi nó trừng phạt em. Nhiều khi là nó xóa cái file của em làm luôn. Trời đất ơi, bạn gái gì báo quá trời báo vậy? Hôm bữa em qua nhà anh Hoàng, con bé đó tính nó kỳ lắm, nó bắt anh Hoàng phải đánh em hai cái để chứng minh tình yêu của ảnh với nó.
bụng á. Ủa em bị sao vậy? Em không biết nữa, tự nhiên em đau bụng quá. Có sao không? Kiểu này chắc là bị đau ruột thừa rồi đó. Hay là đưa chị vô bệnh viện cấp đi anh. Đi bệnh viện nha. Thôi thôi, em không đi đâu. Nhưng mà bây giờ có một cách chị đau bụng hay lắm. Anh chỉ cần tát lên mặt bà My hai cái thịt này là em hết đau bụng liền à. Bị tàu lao hay vậy? Nó khùng nó đi gì trời. Anh ơi, hình như em thấy bạn gái anh có chút vấn đề ở đây rồi đó. Còn nếu mà anh không muốn làm việc chung với em thì em xin phép anh về. Ủa, em? Em ăn cái gì nữa? Anh chịu thua em luôn á, suốt ngày bày trò khùng trò điên gì không mà. Bây giờ người ta qua người ta phụ anh làm, bây giờ một mình anh ôm cái công việc này anh làm chắc trễ rồi đó. Sếp anh đuổi anh luôn bây giờ, mệt em ghê á. Anh chửi em! Cái đồ đàn ông đối chá, em biết cay mà, em hả, em sẽ... Trời, gì ghê vậy? Mà thôi đi, lớn hết rồi, tự chịu trách nhiệm với việc mình làm đi. Và việc yêu đương mà ngái còn vậy nữa. Bây giờ thì vậy đi, tôi phạt ông là một tháng này không được nhận lương. Vậy đi. Sếp. Bạn gái nhìn báo quá báo luôn á. Em có lương thì sao mà xong. Thái độ về là sao? Anh hết thương em rồi gì? Anh yêu em. Nhưng mà bây giờ anh đang rất là mệt. Anh đang bị stress lắm cho anh đi nghỉ ngơi xíu được không? Không. Anh bảo anh yêu em thì em phải chứng minh cho em biết đi. Cái gì? Thì bây giờ em hỏi anh một câu này nha. Ví dụ như á, sau này mà em bị ung thư mà chỉ có đúng một cách duy nhất để chữa bệnh cho em thôi là anh phải hôn bà My á. Anh có làm không? Có, anh hôn luôn, được chưa? Bây giờ cho anh đi nghỉ ngơi xíu được không? Cái gì? Anh dám hôn bà My á? Ủa em, cái này là em đang hỏi anh mà. Chứ bây giờ không lẽ là anh trả lời không thì em nói là anh không yêu em hả? Anh với bà My ngoại tình với nhau rồi đúng không? Bao nhiêu lâu rồi, anh cắm đến đầu tôi mấy cái sừng rồi hả? Trả lời, nhớ lên. Dạ em chào hai anh chị. Dạ anh Hoài ơi, anh có để quên tập tài liệu anh chào. Con tưởng ta mà, mình dám ngoại tình với tụi ta. Nè, trời ơi, em buông ra coi. Buông ra. Buông cái gì hả? Tào lao vừa thôi nghe. Bớt điên bớt khùng lại. Anh vì con tiểu tam này mà anh đòi đánh em. Anh dám đánh em mà. Anh Hoàng. Con muốn tôi hung My đúng không? Tôi hung đó. Cô vừa lòng chưa? Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày hôm nay tôi với My quen nhau, tôi không thể nào chấp nhận ở với người con gái á. Mà suốt ngày phải tạo áp lực cho tôi. Công việc của tôi áp lực lắm là cô còn tạo áp lực cho tôi nữa hả? Bằng những cái trò điên trò khùng của cô đó. Ở với cô riết chứ tôi vô nhà đừng điên quá. Anh Hoàng, anh Hoàng. Đi My. Không, anh Hoàng. Em tưởng như vậy là dễ thương mà anh Hoàng. Người ta nói với họ như vậy là dễ thương mà con biết cái gì đâu. Anh làm vậy với Trâm có sao không? Anh cố tình làm vậy để chia tay đó mà. Chứ anh mệt mỏi lắm rồi. Mà anh cũng xin lỗi em là tại vì hồi nãy anh... Không sao đâu anh. Đúng rồi, em có món nước mà anh thích nè. Em biết anh thích uống nước này. Anh đừng có buồn về chuyện của Trâm nữa nha. Coi như là em uống nước này em mời anh. Coi như là ai ngủ anh nha. Cũng trễ rồi, em về nha. Anh Tài. Ủa cái gì vậy? Sao lại ở đây? Con nhỏ đâu đây? Cái gì vậy Vy? Con bị gì vậy? Con nhìn lộn tôi với ai hả? Hay quá ha. Bị phát hiện ngoại tình bây giờ giải nai đúng không? Đâu có giải nai đâu. Đây là anh Hùng chồng của tôi mà. Chứ không phải tin toàn gì đâu. Ăn nói hàm hồ. Cho con hình xăm biết liền. Con làm gì kỳ vậy? Làm cái gì kỳ vậy? Nè, tao nói rồi, đây là chồng của tao. Chồng của tao có cái hình xăm trên người, cho tao coi là tao biết liền. Đừng có giải nai ở đây. Trời ơi, thôi mà kỳ vừa vừa thôi chứ. Đó. Thấy chưa?
giờ tính làm gì nữa? Tao nói chồng người ta rồi cứ dạch cho kiểm tra là sao kỳ vậy? Hiểu ý cô chưa? Cái này là người giống người thôi chứ tôi đã nói tôi không phải chồng cô mà. Tôi xin lỗi, chắc chắn là do người giống người thôi. Nhưng mà tại vì do anh giống chồng tôi quá nên tôi nhìn nhầm. Như lại mấy nay chồng tôi đi công tác cả tuần rồi chưa về, chắc tôi nhớ ảnh quá nên tôi mới làm vậy. Xin lỗi hai người nhiều nha. Thôi thì cũng không có gì đâu, thì cũng hiểu hoàn cảnh nhau mà. Chồng đi vậy thì mình buồn, chồng cứ bỏ bê, còn tôi đây vợ chồng tôi thì lúc nào cũng có nhau nên cũng hiểu hoàn cảnh cho Vi mà. Thôi mấy á, bây giờ Vi sẵn tới đây rồi vô ăn cơm với vợ chồng tôi nha. Ừ, vô ăn chung cho vui em. Đến rồi nè. Anh là ai vậy? Giỡn hoài. Nè, mày làm gì vợ tao vậy? Vợ mày à? Nói gì vậy? Đây là Vi vợ tao mà. Mày bị điên hả? Riết rồi vợ của mình, mày cũng không biết là ai sao? Đây là vợ của tao chứ không phải vợ của mày. Vợ của mày hả? Tụi bay nghĩ tao là con nít hả? Ngoại tình xong rồi bày ra trò này hả? Tao nói cho mày biết, đây chính xác là vợ của tao. Làm gì mà có chuyện người giống người như hai giọt nước vậy? Còn cô nữa, cô thấy tôi đi công tác, cô nhà của ngoại tình cấm sừng tôi, xong giờ bày trò này đó hả? Đúng, cũng như anh nói là không ai giống ai như hai giọt nước. Và tôi cũng không nhìn nhầm chồng mình. Em nói gì vậy? Anh không hiểu. Anh đừng có giả nai nữa, tôi biết hết rồi. Anh đang ngoại tình với con nào, tôi biết hết. Tôi không phải là con nít. Ăn cơm đi em. Vi ăn cơm nha. Anh giúp em ăn đi, cho Vi thấy là mình yêu thương nhau để Vi có nghi ngờ hoài. Thôi, bạn em đang buồn, lại mình làm vậy bạn em buồn hơn sao? Thôi, đừng có nhõng nhẽo nữa nha. Ăn đi. Tôi chỉ đang làm lại cái trò chơi của anh thôi. Anh đúng là mà. Anh có thể ngang nhiên đứng với một con khác, anh nói anh là chồng của nó. Rồi sao? Bây giờ tôi đứng trước mặt anh nè, tôi nói cho anh biết tôi là vợ anh Hùng. Sao? Anh thấy sao? Được mà đúng không? À, Vi à, cho anh xin lỗi em nha. Anh biết là anh sai rồi. Em đừng có dùng cách này để mà trả thù anh nữa. Anh hứa là từ nay trở đi sao anh không làm những chuyện này nữa. Anh hứa là anh sẽ chấm dứt Dung My mà. Em đừng nói xấu anh vậy nữa được không? Anh chịu không có nổi. Nói cho mày biết, tao là anh họ của Vi chứ không phải chồng cái gì hết. Vi nó còn thương mày lắm, nhưng mà do mày cho nên nó mới làm cái trò đó thôi. Nếu mà thật sự nó không thương mày, nó đã bỏ mày ngay từ cái lúc mà nó biết chuyện rồi, chứ không có đợi đến bây giờ đâu. Hả? Tôi nói cho anh biết nè, chưa có hết đâu. Còn nữa đó, tôi đã gọi con Tiểu Tam nó tới đây, ba mặt một lời,
có anh còn chối được nữa hay không? Ủa, anh đây chi vậy? Diễn làm cái gì nữa? Tôi thú nhận hết mọi chuyện với vợ tôi rồi. Tôi không muốn làm cho vợ tôi buồn nữa. Tôi với cô kể từ nay chấm dứt đi. Tôi xin lỗi. Cái gì vậy? Anh bị điên hả? Ủa, anh coi tôi là cái gì? Anh muốn tới là tới, anh muốn đi là đi. Hả, coi tôi là gì? Coi cô là tiểu tam đó. Cái thứ giật chồng người ta phá hoại hạnh phúc gia đình ta vui lắm hả? Bề ngoài trong cô cũng đẹp đẽ mà, tại sao làm lại chuyện đó? Bây giờ cô cướp được chồng tôi, nhưng rồi sao? Thằng này cũng chỉ là cái thôi. Tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một là anh về nhà, hai đứa mình cùng xây lại hạnh phúc. Còn hai là anh đi theo nó. Em Vy. Vy. Anh Tổng. Cái gì vậy trời? Làm cái gì vậy? Mày có lá gan lớn quá ha. Tới tận đây mà kiếm tao luôn hả? Rồi sao? Mày làm được gì tao? Nè, con mất dạy kia. Mày là tiểu tam, là cái thứ đi giật chồng người khác, mà còn kêu chính thức là con này con nọ là sao mày? Cái gì? Anh nói cái con yêu râu xanh này là chính thức hả? Buồn cười. Sao? Mày muốn gì? Trước đây á, mẹ của tao cũng bị tiểu tam giật chồng nên tao thù lắm, mày biết không hả? Nè, không được đánh vợ tao. Cái gì? Vợ mày? Vậy tính ra là... Ủa, tính ra là bà tiểu tam là bà nội? Không, tôi không phải là tiểu tam, đây là vợ ảnh, còn tôi là bồ nhí của ảnh. Bồ nhí là tiểu tam đó bà nội. Không phải, tôi không phải là tiểu tam. Trong người ta thường nói á, kẻ không được yêu mới là kiểu tam. Anh Hoàng yêu tôi nhiều hơn thì tôi là chính thức. Hiểu chưa? Mày bị điên hả? Có đầu mà không có não hả? Cút ra khỏi nhà tao, đi! Tao không về đó mày làm gì được tao. Hôm nay tao tới đây để diệt trừ cái ác, để thanh tẩy mày. Tao sẽ không cho mày ở với anh Hoàng nữa. Anh Hoàng sẽ thuộc về tao. Ok hâm. Anh, sợ nó cho em. Đừng im nữa. Anh Hoàng, anh để nhỏ tiểu tam như vậy lộng hành tại nhà mình ấy hả? Đuổi nó ra khỏi nhà cho tôi. Sợ quá à, sợ quá. Anh sợ. Về đi. Đuổi cắn đau vậy? Nè, tôi nói anh nghe rồi nha. Anh đã nhận tiền của tôi rồi thì anh sẽ quýnh với ta. Ê, khoan. Tính ra là mày gài tao luôn đó. Mày kêu tao là đi đánh tiểu tam. Đánh một hồi lòi ra mày là tiểu tam. Là sao má? Thì đã nói rồi, người không được yêu thì là người đó là tiểu tam. Ơ, con nhỏ này nó mướn anh bao nhiêu tiền? 10 cổ. Tôi trả anh gấp 3 lần. Đập banh xác nó cho tôi. Ok. Khoan, đứng hình mất 5 giây. Tôi nói cho anh nghe nè, nó trả anh gấp 3 lần. Tôi trả cho anh gấp 5 lần. 5 lần? 5 lần. Là 50 triệu. Đúng rồi. 500 triệu tao cũng đánh mày. Con quỷ, giật chồng người ta. 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 Tao á, là tao ghét những con tiểu tam này. Ghét một, nhưng mà còn gài tao đi đánh tiểu tam mà đánh lộn chính thức là ghét thành 10. Cứu mày! Tao sẽ báo con men để tiêu diệt tụi bay. Trời đất ơi, làm gì mạnh tay với phụ nữ như vậy? Còn mày nữa, mày nữa, mày nữa, mày nữa, mày nữa, mày nữa, mày nữa. Rồi tao làm gì tự nhiên đánh tao? Cái này tao đánh á, là tao đánh khuyến mại chị Trâm. Trời. Tao ghét nhất là cái thứ đàn ông có vợ rồi mà còn đi cặp kè người khác. Anh làm tốt lắm. Tôi sẽ thưởng thêm cho anh. Gì? Thưởng thêm cho tôi hả? Nè, cái này á là tôi làm vì đam mê. Giữ đi. Khi nào có gì cần á, gọi cho tôi. Có chừng tay cho mày. Trời ơi, trời thằng này. Sao nhìn nó nhỏ con chút xíu mà đánh đau dữ trời, sưng mặt luôn. Đau quá em. Đánh đau quá nè. Vừa lắm. Tôi á, không tính ghen tuông gì đâu. Nên mắt nhắm mắt mở. Nhưng nó không muốn. Trời yên biển lặng thì tôi sẽ cho nó biết thế nào là sóng gió. Nó muốn người ta 10 triệu. Chỉ 10 triệu thôi là có thể xử anh được rồi. Anh nhìn cái gì? Tôi có món quà bất ngờ cho anh đó.
đi theo tôi. Đi. Tha đi mà tha đi. Trời. Anh mà bỏ cái tay xuống á, liệu hồn với tôi. Nhưng mà em ơi, em bắt anh quỳ từ khuya hôm qua tới nay rồi. Thực sự là bây giờ tay chân anh nó không còn cảm giác luôn rồi nè, tha cho anh đi. Tha hả? Được. Chờ đó đi. Sắp bày trò gì nữa vậy trời. Anh đứng lên đi, không cần quỳ nữa. Thôi mà Phật được tha. Đồ anh, tôi gom bỏ túi hết rồi. Biến ra khỏi nhà tôi đi. Trâm ơi Trâm, anh biết lỗi của anh rồi. Em bỏ qua cho anh lần này đi Trâm, anh biết là anh sai rồi mà. Bỏ qua? Tôi không biết anh làm cái gì. Mà để con tiểu tam á, nó có cái lá gan thuê giang hồ qua đây mà để xử lý tôi. Anh làm chồng kiểu gì vậy? Hả? Thì coi như lần này là anh sai, anh lỡ dạy đi, anh xin lỗi chứ bây giờ em đuổi anh rồi anh đi đâu? Về bồ nhí của anh á. Vậy đó nó lo cho anh, chăm sóc cho anh. Tới khi mà anh không còn gì trong tay á, coi thử nó có chứa chấp anh không. Đi đi. Thôi mà bỏ qua cho anh lần này đi, anh xin lỗi mà, anh xin lỗi, anh biết lỗi của anh rồi mà. Đi. Biến đi. Tha cho quýt anh đi. Tha đi. Ôi trời đau quá. Phải ăn nhiều cho lại sức mới được. Ôi, cái bà vợ chết tiệt này. Ôi à. Em, anh cho anh ở đây nha, vợ anh nó đuổi anh rồi. Ủa, cái lúc mà người ta bị đánh á, anh có bưng người ta đâu. Bị quýnh quá trời luôn nè. Mà em nhìn anh nè, có tốt hơn em không? Giờ nhìn anh giống con người không? Te tua tơi tả nè. Mà cũng em không. Tự nhiên đang yên đang lành bài cái trò đánh ghen chi vậy? Em đang là người thứ ba đó. Vợ anh không ghen em thì thôi, tự nhiên em ghen ngược lại rồi. Bài trò em lum la để vợ tùm lum cái mặt. Trời ơi. Ủa anh, em ghen là cũng tại vì em thương anh em mới ghen. Mà anh còn không binh em, bây giờ anh còn trách em nữa. Thôi thôi, bây giờ anh ra khỏi nhà của tôi luôn đi. Tôi không nhìn thấy cái mặt của anh nữa. Sao em đuổi anh? Thì lúc trước á, tôi thấy anh đẹp trai, thấy anh phong độ thì tôi thích. Tôi thích được dành cái món quý giá trên tay người khác. Bây giờ anh bị bỏ rơi rồi, ai mà thèm nữa. Vậy anh cũng không bên tôi nữa, anh không theo phe tôi nữa. Tôi không thèm nhìn cái mặt của anh nữa. Đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Bye. Ai chở đây? Không quen. Good. Rồi, vô gia cư luôn. Đáng đời, bỏ. Ôi mẹ ơi. Trời, cái gì thối dữ vậy? Ai tắm hôm vậy? Ai vậy? Ui. Sao mày kỳ cục quá vậy? Nãy trong bữa ăn mà tự nhiên vội bom. Ê, mày là đi toàn. Tao nói nhìn cái mặt mày nè. Mày với ông ai? Nè, tao nói cho mày nghe nha. Trong mấy cái vụ này nè, thằng nào mà lớn tiếng nhất á là mấy thằng đó gây án đó. Mà nếu mà con mày á thì là con Mi với con Trâm thôi. Nè, đừng nói tào lao nha. Mặt mày nghi lắm, anh với ông ai hết á, tôi nhìn tôi biết nè. Trời ơi, mỗi lần mà ăn cơm với nhau có khi nào mà anh không vội bom thẳng với mặt tôi không? Ê, mùi này quen lắm đó. Đừng có nói bậy nha, cái này là vu khống đó, vu khống nha. Thôi đi ông ơi, tôi nghe âm thanh phát ra là chỗ ông đó. Ngồi còn ưỡn nghẹo nhất chích cái mông lên. Không hiểu sao mà nhét câu mồm được ấy. Chính vì anh nhất cái mông, cái hơi ấm từ cái mông của anh qua cái đùi của tôi nè. Cái mũi của anh á hả, xa lạ gì nữa. Đừng có đó mà chói. Kỳ ghê á. Tự dưng đang ăn cái ai vội bom cái tự nhiên quay hết qua tôi, đổ thừa một mình tôi vậy. Bộ để có một mình tôi tỏa hay sao? Nè, tôi nói biết trước nha, tôi là người thả bom có văn hóa. Đừng có nói bậy như vậy, tôi không có thả bậy gì đâu. Trời đất ơi nữa hả? Thôi em xin phép về trước nha. Chị ngồi đây chết em mất. Mất điểm xin phải. Bà mẹ nó ăn có bữa cơm sang chấn tâm lý luôn. Thôi mày ráng ngồi đây nha, mày hết cái thành quả của mày nha. Ê. Sao tự nhiên về hết vậy? Kỳ ta. Mình ngửi có thấy thúi gì đâu. Cũng được. Đừng có mắc anh. Anh á, trước nào tật nấy. Một
cái thói hư tật xấu đó. Bây giờ bạn bè hả, giờ cũng xa lánh luôn rồi. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ giùm anh á. Riết rồi hả, không biết anh sao luôn, lớn già đầu còn vô ý thức. Khỏi ăn khỏi uống gì đi, dẹp đi. Thôi mà, anh biết rồi, mốt anh sửa lỗi. Tại mấy bữa nay anh ăn uống không có tiêu hóa. Anh cũng kìm rồi, nãy giờ anh bụm lại như thế này nè. Nhưng mà nó vẫn thoát ra, anh đâu có muốn đâu. Anh xin lỗi nè. Khỏi đi. Không hiểu là làm cái gì mà đi toilet nãy giờ chưa ra. Hơn 20 phút rồi đó. Chắc nó đau bụng hay gì mà. ra rồi nè. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Sorry mọi người. Tại hôm qua giờ cái bụng nó tròn, phải chạy gấp vô nhà vệ sinh. Cũng may sao á là vô trong đó nó phật một cái là ra hết trơn. Như là pháo hoa vậy, nó bắn bay luôn cái bồn cầu. Thông cảm nha. Mọi người ăn đi. Ăn đi. Em ăn đi. Ừ. Ăn đi em. Sao vậy em? Anh, cái này nó có mùi gì kỳ kỳ lắm. Mùi gì? Em hỏi anh cái này nha. Anh ở chổng ra á, anh có rửa tay chưa? Trời ơi, em hỏi câu dư thừa. Làm sao mà không rửa? Mà nếu không rửa thì anh cũng có lấy giấy anh chùi rồi. Cái lúc chùi anh để ý anh chùi rất là kỹ. Nó có rách một chút xíu thôi, nhưng mà anh để ý là anh thấy nó dính lên hết giấy rồi. Không có sao hết, trời ơi. Không tin em ngửi thử cái ngửi thứ. Tự nhiên đi. May lắm. Thôi để dành đi, để dành ngửi. Nói chứ ăn đi, trời ơi, đâu có sao đâu. Khổ ghê vậy. Nè, My. Chắc là mọi người can tự nhiên đi ha. Bây giờ My bận, My phải đi về trước. Hẹn mọi người bữa sau nhá. Bye bye mọi người. Ê, để ê, nha. Nên. Nói nghe người ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Nè, ăn đi, chứ nhiều lắm. Chấm với nước chấm này nè. Trời ơi. Anh, em đang đợi giờ quá đáng lắm rồi đó. Em nói anh bao nhiêu lần rồi, sao anh không thay đổi hết vậy? Anh thấy mọi người đang thay gớm anh hả? Ờ, được rồi. Chê tôi chứ gì. Chê tôi ở dơ đúng không? Nè, cứ quyết định cho kỹ đi. Muốn tiếp tục hay là kết thúc thì cứ nói với tôi. Tôi chưa có bao giờ thay đổi đi ăn chưa. Ê, thằng này nó bị tàu lao vậy ta. Tức thiệt chứ. Ở dơ vậy, nhắc bao nhiêu lần rồi, không bao giờ nghe. Rồi có mặt bạn bè như vậy, em xấu hổ cũng đội quần luôn anh. Mà ổng không bao giờ thay đổi. Trâm à, thật sự là thằng Hoàng nó không có xứng đáng với em đâu. Anh cũng thích em. Nếu mà bây giờ em không quen nó nữa, anh sẽ chính thức theo đuổi em. Anh bảo đúng gì vậy? Anh nói thiệt mà, anh cũng biết đó, là em biết tình cảm của anh, nhưng mà em không nói thôi. Anh không bắt ép em phải trả lời liền đâu. Em cứ suy nghĩ đi, chờ em giải quyết xong chuyện của em với thằng Hoàng thì chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Bây giờ em đang rối lắm, em đang rất là mệt. Anh cho em thời gian suy nghĩ nha. Suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Anh biết là làm sao mà em sống thiếu anh được. Anh ở giờ vậy chứ. Cũng có sức hấp dẫn lắm đúng không? Anh đừng có động vô người tôi. Tan dơ bẩn lắm. Tụi tao hẹn mày tới đây là nói nhiều chuyện. Kể từ ngày hôm nay, tụi tao chính thức tìm hiểu nhau. Cái gì mà mới một tháng mà em thay đổi nhanh vậy? Đúng rồi, anh không thay đổi tính nết thì tôi đổi luôn bạn trai cho nó gọn. Thôi bỏ đi, chuyện cần nói tôi cũng đã nói xong rồi. Nhìn đi anh. Nè, xong. Bù ra. Mày ở dơ á, thì tìm nhỏ nào cùng ngu ở dơ với mày đó mà quen.
Còn tụi tao văn minh sạch sẽ lắm, không chịu nổi cái thứ như mày đâu. Đi em. Thằng chó mày mới là cái thằng ở dơ đó.